Lễ hội ẩm thực Pháp tại Việt Nam Ballot en France 2024 lần đầu tiên tổ chức tại Công viên Thống Nhất Hà Nội. Đáng chú ý, lễ hội lần này được tổ chức xoay quanh khẩu hiệu Hương vị ẩm thực, sắc màu thể thao nhằm tập trung quảng bá cho Thế vận hội Olympic 2024. Thông qua mô hình làng thể thao, khách tham quan đặc biệt là giới trẻ được trải nghiệm miễn phí các hoạt động như bóng rổ, bóng đá, bắn cung, phi tiêu, cũng như thể hiện sự cuồng nhiệt với thần tượng của mình. Em đến tham gia workshop của Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương ạ. Các cái cờ này là của hội xỉ lẻ siêu của em. Mong chờ gặp nam thần bóng rổ Ninh Anh Bùi ạ. Lễ hội năm 2024 trở lại với quy mô lớn gấp đôi, gần 80 gian hàng, với đặc sản nông nghiệp và thực phẩm Pháp cùng các hoạt động nếm thử và trình diễn của các đầu bếp sẽ giúp khách tham quan khám phá các sản phẩm chủ lực của nền ẩm thực Pháp như sữa, chocolate, bánh mì, phô mai, thịt nguội, trái cây và rượu vang. Không chỉ ẩm thực Pháp, hương vị các món ăn đến từ Việt Nam cũng xuất hiện, mang đến trải nghiệm của sự giao thoa văn hóa thú vị và độc đáo. Lễ hội ẩm thực Pháp Ballot en France do Opan Việt Nam thực hiện với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Chủ quyền thực phẩm Pháp thông qua các gian hàng tiêu chuẩn. Ngay trong ngày đầu mở cửa đón công chúng từ 10 giờ ngày 6 tháng 4, lễ hội đã thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm và mua sắm. Rất vui ạ, rất phong phú, đặc sắc và sôi động ạ. Trong khuôn khổ sự kiện còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật với những màn trình diễn đến từ các trường thuộc khối Pháp ngữ tại Hà Nội. Người Hà Nội và khách tham quan đã một lần nữa được khám phá các hoạt động đã làm nên thành công của lễ hội ẩm thực Pháp tại Việt Nam.